bắt đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đội cảnh sát hình sự công an huyện Vĩnh Thạnh xác định Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986, ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, không có nghề nghiệp ổn định, đã từng bị công an huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 3 tháng 1 năm 2019 về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàn trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân. Tháng 3 năm 2023, Tuấn lên mạng xã hội Facebook tìm mua trang phục công an nhân dân cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả với giá 1,6 triệu đồng. Sau đó, Tuấn chụp hình rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân có tên là 2gach2sao. Qua mạng xã hội TikTok, Tuấn đã làm quen, kết bạn và nhắn tin trò chuyện thông qua ứng dụng Zalo với chị VTTH, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ với những cách thức không hề mới, thế nhưng Tuấn lại dễ dàng tạo dựng lòng tin với chị H, bằng cách chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục công an nhân dân cùng, với hình ảnh còng số 8, súng và gậy ba khúc. Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, Tuấn nói với chị H là mình đang theo học lớp thạc sĩ công an nhân dân, phải vay tiền ngân hàng để đi học, và đang cần tiền để đáo hạn nên gặp khó khăn về tài chính. Tin tưởng lời nói của Tuấn, chị H đã chuyển khoản 9 lần cho Tuấn với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Cũng với cách thức tương tự, Tuấn đã lấy số tiền 14,5 triệu đồng từ chị LTTT đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Thạnh nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. Tại nhà của Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an, hai khẩu súng hơi bắn đạn chì. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn, đến liên hệ trực tiếp tại công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ hoặc qua số điện thoại trực ban công an huyện 0292385888 hoặc liên hệ đại quý Hồ Minh Hiếu, số điện thoại 0979233324 để được giải quyết.